mọi người đó, mình sẽ cho mọi người đi tham quan cái quầy thịt. Anh trước qua, không sao. Anh, hồi trước mà em học trường sân khấu điện ảnh là em thấy là hình như là cái, không biết lúc đó anh đã làm chưa, là em ăn bạn ngoài á. Dạ, lúc đó mình chưa có làm anh ơi. Nhưng mà anh thấy cái món này là nguồn gốc từ Campuchia hả anh? Dạ đúng rồi. Cái Campuchia ở Việt Nam nó khác gì nhau? Nó khác cái ướp hả? Dạ đúng rồi, người Campuchia thì người ta ướp ngọt hơn người Việt Nam mình. À, nhưng mà màu sắc họ cũng nhìn bắt mắt hơn à? Đúng rồi, dạ. Đỏ đỏ ấy nhỉ? Sao lại đỏ đỏ ấy nhỉ? Cái này mình ướp cho miếng ngải ấy bạn. À. Nhưng mà mình là cũng gia vị Việt Nam hay là gia vị Thái ạ? Dạ, gia vị là Việt Nam thôi. Campuchia mà. Nhưng mà cái cách ướp gia vị, cái cách nêm nếm dạ, khác. Bên người Campuchia thì người ta ăn ngọt hơn mình đó. À. Mình làm ướp cho nó vừa có vị với người ăn nhiều. Dạ, đây. Hai bò, hai heo, một bơ pate. Hai bò, hai heo, một bơ pate. Dạ. Em cứ tưởng em không ăn pate. Ông xin được lấy dạng nước. Cho anh em nước gì đấy, sâm. Dạ, anh dùng cái gì ạ? Sâm. Em bông cúc. Bông cúc dạ. Trà đúng không? Nó là trà đá đúng không? Không, đây là trà đá, nó là chai nước sâm ấy. Nhưng nó không có vị gì đâu đúng không? Nó hơi hơi, nó bị sâm thôi. Nhưng nó kiểu trà đá đấy đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình là mình bán chai hay ly ta? Chai ly ạ. Ok. Dạ, yeah, một cái nước sâm ấy, mình đi trà bông cúc đúng không? Đúng. Thánh Kiều. Đây. Đây là bánh mì combo Dia anh Tùng. Nhưng mà chữ ở Campuchia trông nó giống giống nhau là nói thế nào. Đúng rồi, em không biết là cái ký tự của nó sẽ giống nhau. Dạ, có nhìn hơn so với thời sinh viên của mình một tí. Sang tăng mà em. Nhưng mà được rồi, cái đây là độc quyền là chưa có chỗ nào bán cái dạng là bánh mì riêng và thịt riêng như thế. Nên là ở đây là đắt nhất. Và tối là nghẹt xe và gọi là không thể nào có chỗ ngồi. Không. Em có kêu có một với bạn. Ủa, tức là không có pate. Nên là hai cái này là bơ thôi. Hình như thế, hoặc là người ta bảo là đang đợi cái pate sau hay sao? Không ạ. Mình có kêu hai ổ thôi thì chắc là chỉ có hai ổ bơ thôi. Mình kêu một chậu rau mà rồi ít thế. Nhiều đấy đấy. Là nhiều lắm rồi đấy. Đây là có tương ớt rồi đúng không? Đây là chỉ có bơ thôi. Trong Campuchia thì ăn cũng béo nhỉ? Anh ăn thử đi. Thường là ăn cái này xong rồi cắn miếng này vô. Hôm nay xin gọi thịt xịt vào nhưng mà em thì em không ăn tương. Cầm một cái này này. Tại vì anh không thích cái bơ với cả thịt. Nên là anh ăn này anh nó lạ. Anh ăn nó chưa gì nó không chưa ở phẩm vị lắm. Anh bánh bơ bây giờ với cả bánh mì rất là ngon. Ừ. Nhưng mà nó một loại ngọt với cả một loại mặn đấy vào nhau. Tại vì nó mít như vậy mà thì nó cũng giống nhau à. Cắn miếng thịt rồi cắn cái miếng đó thì nó cũng với nhau. Cũng vậy. Cái này cho nhiều bơ vào quá. Campuchia nó cũng lạ. Tiếng bơ cũng phải mua riêng cái đó mà tại mình không mua. Tiếng bơ là nếu mà ai muốn ăn bơ thêm là thêm 5.000 nữa. Thịt thì nó sẽ có màu đỏ khác với lại việc truyền thống của Việt Nam. Nó ngọt hơn một tí và nó béo hơn. Thế là những bạn trẻ thích là ăn ngọt và béo. Còn những bạn giảm cân thì không nên ăn món này. Như em. Nhưng nên đi quay phải ăn. Ăn em không biết rồi. Thì em ít ăn món này chứ mấy bạn ăn là bắt vị lắm, mấy bạn ăn hoài luôn. Cái này hợp nhau à? Bánh mì bơ sữa hay cả bánh bơ đường mới biết. Chứ nghĩ là giờ này em cũng chẳng thấy có chỗ nào mà như gần chỗ nước mía nãy em thấy là có bán rau cầu á, cái gì mình qua bên đó mình ăn rau cầu. Thạch à? Em thích ăn bánh lăng lắm, thường đâu coi sẽ bán chung bánh lăng nhưng mà như bên đó bánh lăng là gì? Bánh lăng. Là gì? Bánh nó như nào? Bánh lăng là bánh trời, bánh mà bỏ cà phê đập đá dừa vô đó. Bánh cũng trông có hũ như rau câu gì đó, người ta khoét cái nè, bỏ ra dĩa. À, nó cũng như là thạch đấy gì? À, cái là kiểu caramel đấy hả? Nhưng mà gọi là... Ở ngoài kia nó gọi là caramel. Caramel là cái nước đường chứ liên quan gì tới cái bánh caramel là cái này nè. Nó là cái bánh caramel này, đây đúng không? Ừ, đây này. Ừ. Đây là caramel mà. Cái này gọi là caramel hả? Bây giờ là caramel. Bánh flan. Ừ. Rồi bây giờ chốt là mình ăn xong cái này mình sẽ qua ăn rau câu nha. Ok.
Rồi ăn đi, ăn cho hết rồi đi nè. No cũng phải ăn, không có được bỏ. Hồi nãy là mình tính đi ăn rau câu đúng không? Nhưng mà cái chỗ rau câu đó là kiểu như là xanh 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 xáo mọi người, chứ không phải là cái rau câu mà mình ngồi mình đập đá mình múc. Nên là Mini và anh cuối cùng quyết định là mình sẽ qua đây ăn trái cây, tại vì mình ăn tinh bột và thịt quá nhiều nên là mình cần nạp vitamin trái cây. Tiêu tiêu. Ở đây thì mình bán nước ép với lại trái cây dầm luôn hả chị, hay là như thế nào? Dầm thì mình không có, em chỉ có các loại nước ép với lại sinh tố hả? À dạ. Mình bán từ mấy giờ chị? 5 giờ là bắt đầu ra chợ thì 5 giờ sáng hả? Đúng rồi. Được rồi chị ạ, uống nhạt chị ạ. Vâng, bưởi này là không phải là bưởi ấy đúng không? Bưởi nguyên chất như là bình thường em mua á. Mà em gọi người ta mua ra nhiều thì có qua đường, đường kép. Dạ, dạ, đúng rồi. Chị ở đây là chị đỡ đường về. Tại vì mình ép là cái chuyên của mình là chuyên nguyên chất á. Dạ, dạ. Đó, cho nên khi mà ai muốn uống ngon một tí hoặc là mát thì đỡ đường về là cho. Dạ. Ngon. Như mùi là giống như là mùi sữa siêu dâu vậy. Cái này nó tiêu hóa cái đồ ăn của mình ăn. Dạ, uống tiêu hóa phải uống bưởi. Em uống thêm sữa rồi. Uống mấy cái chế tính axit như là bưởi, dứa, cam, chanh đó rồi tiêu hóa đó. Uống này nó càng thêm béo. Tại lý sinh tố này cũng là kết thúc buổi khám phá ăn vặt ở chợ Thái Bình của Uni và anh Cường. Thì tại vì mình đi vào buổi trưa nên là cũng hơi khá ít đồ ăn. Còn mọi người mà muốn khám phá ẩm thực ở chợ Thái Bình thì Uni nghĩ là mọi người hãy nên buổi sáng thì rất là tấp nập, rất là đông luôn và đồ ăn rất là ngon, nhất là bún thịt nướng ở chợ Thái Bình. Rất là vui khi mà bắt gặp được anh Cường ngày hôm nay để đi khám phá ẩm thực của mình. Và hy vọng là mọi người sẽ xem nhiều cái story khác nữa của ăn gì ở chợ. Và mọi người biết cái món nào ngon ở chợ nào thì mọi người hãy comment bên dưới để tụi mình đi ăn nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Ăn nhiều quá mà để cho tiêu thì uống nước bưởi nha mọi người, không uống dâu nhé.